4 điều cần biết trước khi tẩy tóc. Tẩy tóc được biết đến như là một kỹ thuật nhuộm dùng. Để làm mất màu tóc tự nhiên của bạn, quy trình tẩy tóc sẽ khiến hòa tan melanin tự nhiên của tóc với một chất oxy hóa. Chất oxy hóa càng ngấm trong tóc thì tóc sáng hơn. Một sự thay đổi tóc lớn như tẩy trắng tóc đòi hỏi một số suy nghĩ kỹ lưỡng. Khi đã quyết định tẩy tóc, bạn có thể chỉ băn khoăn một số câu hỏi như: quy trình tẩy tóc tốt nhất là gì? Tôi cần gì để tẩy tóc? Tẩy tóc ở nhà gây ra tác hại gì? Bài viết dưới đây sẽ cho bạn biết 4 điều quan trọng về tẩy tóc. 1. Bạn sẽ cần phải chuẩn bị cho mái tóc của bạn. Tẩy tóc không đúng sẽ tạo ra những tác hại đáng kể cho tóc. Để đảm bảo tóc không bị tổn thương quá nhiều, bạn sẽ cần phải chuẩn bị rất nhiều, bởi vì thuốc tẩy tóc hoạt động tốt nhất là trên tóc tự nhiên hoặc chưa qua xử lý các chất hóa học như nhuộm tóc. Các chuyên gia khuyên bạn không nên nhuộm hoặc dùng hóa chất uốn nhuộm tóc của bạn trong ít nhất 3 tháng trước khi tẩy. Tẩy ngay sau khi nhuộm hoặc làm tóc có thể khiến tóc bị hư tổn nặng. Thông thường, tốt nhất là nên dừng nhuộm trong vòng vài tháng trước khi tẩy và dừng dùng máy ép, máy uốn tóc và những dụng cụ làm tóc khác 1 tuần trước khi tẩy. 2. Hãy thực tế, đừng kỳ vọng quá nhiều, thay vào đó hãy tìm hiểu xem màu bạn thích có thể thực hiện được trên nền tóc của bạn hay không. Nếu bạn sở hữu mái tóc đen hoặc nâu thì một lần tẩy sẽ không giúp bạn có được mái tóc với gam màu vàng sáng. Ngược lại, nhiều lần tẩy có thể làm tóc bạn hư tổn. Những người sở hữu mái tóc đen nên chuẩn bị kế hoạch vì tẩy trắng vì sẽ mất đến vài tháng và kết quả sẽ không được nhìn thấy ngay lập tức. Để đạt được màu tóc mong muốn của bạn có thể mất đến vài tháng. Ngoài ra, bất cứ ai có mái tóc cực kỳ dễ gãy hoặc bị hư hỏng nên thận trọng khi tiến hành. Màu tóc của bạn có thể sáng hơn bình thường nhưng đôi khi chất tóc đó không thể tẩy đều và lên màu tốt nên nó không đáng để thử. Trước khi tẩy, bạn nên ghé thăm bác sĩ da liễu của mình và yêu cầu thực hiện một cuộc thử nghiệm để xem làn da của bạn phản ứng ra sao với thuốc tẩy. Nếu bạn bị viêm da, vảy nến hoặc có bất kỳ phản ứng đặc biệt với thuốc, bạn nên xem xét lại việc tẩy tóc. 3. Nghĩ về mái tóc tẩy trắng như một khoản đầu tư. Nếu bạn đang tìm kiếm trên Internet cách tẩy tóc ở nhà với hy vọng cắt giảm chi phí, bạn có thể muốn dành một chút thời gian để thực sự nghĩ về quyết định của mình. Quá trình tẩy tóc có thể gây lại cho sức khỏe của bạn nên hãy chắc chắn rằng nó được làm đúng cách. Đến gặp một chuyên gia về tóc là một ý tưởng tốt. Ngoài ra, bạn nên đảm bảo rằng bản thân đã sẵn sàng để đầu tư thời gian và tiền bạc cho quá trình này. 4. Hãy cẩn thận. Như bạn biết từ việc đọc ở trên, việc chuẩn bị mái tóc của bạn để được tẩy trắng là một quá trình. Tuy nhiên, công việc không dừng lại khi tóc của bạn được làm sáng. Điều quan trọng là có được mái tóc của bạn trong điều kiện phù hợp với thuốc tẩy. Nó cũng quan trọng để giữ cho tóc của bạn khỏe mạnh sau khi tẩy trắng. Mái tóc trắng của bạn sẽ cần một sự chăm sóc cẩn thận hơn trước. Các chuyên gia khuyến nghị xen kẽ giữa độ ẩm và dầu xả protein. Thêm dầu gội và dầu xả màu tím vào thói quen của bạn để ngăn cô gái tóc vàng biến thành một màu đồng thau và sử dụng khăn sợi nhỏ để làm khô tóc. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn hiểu thêm về việc tẩy tóc để có được một mái tóc đẹp như ý trong thời gian sớm nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Hãy like và subscribe kênh của chúng mình để cập nhật những xu hướng làm đẹp mới nhất nhé.